Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ đôi siêu phẩm nhà đẹp hướng Đông Nam, với diện tích từng căn bên tay trái màn hình, với diện tích ngang 4m7 sâu vào 16m, và căn bên tay phải với diện tích ngang 4m2 dài 16m. Thì căn bên tay trái, căn to thì đang giao bán với giá là 5 tỷ 800 triệu đồng, và căn bên tay phải thì đang giao bán với giá là 5 tỷ 600 triệu đồng nha quý vị. Thiết kế triển lửng 3 lầu, tặng full nội thất, mỗi căn lên tới 500 triệu đồng. Có sofa, bàn ăn, tivi, tủ lạnh và giường đệm, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Bộ đôi nhà hướng Đông Nam nằm trên con hẻm một sẹc thông của trục đường chính Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, nằm ngay đối diện với trường Cao đẳng Điện lực. Diện tích rất là to, căn ngoài này diện tích to 4m7 sâu vào 16m. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng nha. Vừa mới lên sóng nha quý vị. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp. Đường trước nhà là con đường rộng khoảng tầm 6m, hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Con hẻm thông vòng bàn cờ. Đấy, cách trục đường chính Hà Giáp khoảng tầm 40m thôi. Vị trí đường rất là đẹp, rất là đẳng cấp, toàn bộ là nhà xây đồng bộ cao tầng. Đường thông 5m, xe hơi quay đầu vào nhà, thông bàn cờ nha quý vị, hướng Đông Nam. Và chúng ta sẽ đến với căn nhà to, căn nhà xây xong trước, hoàn thiện nội thất xong trước. Với diện tích ngang 4m7, sâu vào 16m, giá bán là 5 tỷ 800 triệu đồng. Và căn bên cạnh thì với diện tích 4m2, dài 16m, 5 tỷ 600 triệu đồng. Cả hai căn thì đều thiết kế triển lửng 3 lầu, có tới 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Bộ đôi nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp, nằm ngay đối diện với trường Cao đẳng Điện lực của quận 12. Giá rất là rẻ nha quý vị. Đấy, mặt tiền tân cổ điển, bên trong thì thiết kế hiện đại. Sẽ được ốp nhựa phía dưới đáy ban công. Lan can là sắt đặc, sơn màu đồng, và hai bên cột sẽ được sơn thạch đá nha. Đấy, mặt tiền rất là đẹp, màu tân cổ điển này rất là đẹp, rất là sang nha quý vị. Diện tích to. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt đặc khối CNC cực kỳ chắc chắn, cực kỳ bề thế phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa cuốn và xây dựng hết đất, có đúc ban công ra phía ngoài. Phía trong đây sẽ là không gian gara đậu ô tô, đậu thoải mái hai xe hơi luôn nha anh chị. Dưới thì sẽ được ốp sàn gạch 80 và hai bên tường được ốp gạch cao lên tầm 1m2. Trên thì sẽ được dán giấy ấn tường làm phào chỉ nhựa và làm ốp nhựa PVC một bên tường. Trên thì có đèn led thạch cao và đèn chùm. Đây, căn nhà rất là rộng, và chủ nhà thì có tặng thêm bộ sofa kèm với bộ bàn ăn nha, nhưng mà mai mới giao đến nha quý vị. Em Hưng do nhà rẻ và đẹp thì em có quay video gửi tới anh chị trước. Bên này có tủ giày dép nó bảo hiểm này. Căn nhà ngang 4m7 sâu vào 16m, giá bán chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Full nội thất 500 triệu đồng, hệ thống camera an ninh đầy đủ hết luôn. Rất đẹp, rất sang, giá rất là êm nha quý vị. Hẻm một xe, hẻm rộng tầm 6m của trục đường Hà Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, nằm ngay đối diện với trường Cao đẳng Điện lực nha. Phía bên đây chúng ta sẽ có một bộ tủ rượu chạy led gỗ An Cường. Toàn bộ ốp sàn gạch 80 gạch trắng, cầu thang thì đúc rộng 90, ốp đá hoa cương sa mạc, chạy đèn led, tay vịn gỗ gò đỏ và kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp của anh chị thì sẽ được làm tủ bếp gỗ An Cường, và vừa xong nên chưa có bóc giấy nha anh chị. Màu cánh én nha. Có tặng tủ lạnh hai cánh Toshiba Inventor. Trên thì có đèn chùm kèm với đèn led thạch cao, tường thì được ốp gạch cao lên đụng chân. Ở khu vực đây thì ngày mai sẽ giao thêm một bộ bàn ăn gỗ gò đỏ, 6 ghế ở đây nữa. Đấy. Phòng bếp rất là đẹp, rất là rộng nha quý vị. Đối diện thì chúng ta được ốp gạch và có quạt trần. Ngang 4m7, một bề ngang rất là rộng và thoáng. Phía sau này thì hoàn công xong thì làm thêm cái nhà vệ sinh nữa nha. Đấy, chờ sẵn rồi, chờ hoàn công làm thêm cái nhà vệ sinh. Một cặp nhà vừa mới lên sóng, rất là đẹp, hướng Đông Nam, Đông Tứ Trạch. Cái hướng này thì rất là hiếm tại thị trường quận 12 nha. Anh chị cô chú nào thích đến bộ đôi nhà đẹp này, chúng ta chữ alo trực tiếp về tới bên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, chúng ta đi xem và sở hữu ngay nha. Bộ đôi nhà này chắc chắn sẽ bán rất là nhanh thôi, lên chắc có tầm 1-2 tuần sẽ bán hết cả cặp thôi. Nên là quý vị nào muốn mua hãy alo ngay đi. Nó nằm ngay đối diện với trường Cao đẳng Điện lực. Cầu thang thì đúc rộng 90, chạy đèn led. Trên này thì được bức ốp bằng cái bức tranh đá, có cửa kính cách âm, tường thì ốp nhựa PVC và trang trí rất là đẹp. Trên đây thì mai sẽ thêm một bộ sofa ở đây nha. Có tặng tivi 65 inch, máy lạnh Kapper, trên có đèn chùm, đèn led và có tủ kệ rượu. Đấy, có cửa sổ sau, có nhà vệ sinh ở tầng lửng luôn. 4 phòng ngủ và 6 vệ sinh. Chủ nhà thì bỏ hết full nội thất 500 triệu đồng rồi, chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Với một căn nhà đẹp đẳng cấp xịn sò, ngang rộng, ngang to và hẻm một sẹc của trục đường Hà Giáp
như này mà giá bán thì rất là ngon, thơm ngon, bổ rẻ. Nên là anh chị nào muốn sở hữu em nó phải alo ngay nha. Alo ngay và luôn về tới bên em. Nhà gì rất là đẹp, rất là sang luôn. Giá căn to 58, căn nhỏ thì 56 nha anh chị. Di chuyển lên trên lầu 1 sẽ đến với phòng ngủ 12, có hệ thống camera an ninh kèm với wifi đầy đủ hết rồi. Trong này ốp gạch 80 luôn, giường tủ kệ tivi đầy đủ hết nha. Đây, nội thất sẵn. Máy lạnh có hết luôn. Đấy, full nội thất, mỗi căn 500 triệu đồng. Giá bán quá là thơm hời. Ban công đúc 1m2, cửa nhôm xin pha xem cửa. Phía trước thì có trồng cây xanh, cây hoa và có cột sơn đá. Đây. Nhà rất đẹp. Ngày mai thì thêm một bộ sofa kèm với một bộ bàn ăn nữa là full nội thất cho anh chị rồi. Còn bên cạnh thì đang làm nội thất nha. Rẻ hơn 200 nhưng mà bề ngang nó không rộng bằng căn này. Căn này từ rộng tới 4m7, dài 16m. Hướng đông nam nha anh chị. Hẻm thông bàn cờ. Thế sau đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Ở không gian phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng có tủ kệ, tivi, bàn trang điểm và giường 2m. Cửa sổ sau hai cánh rất là mát luôn. Máy lạnh Casper đầy đủ hết rồi. Đấy, một bộ đồ nhà giá bán rất là ngon, bố rẻ như này. Anh chị còn chần chừ gì mà không alo trực tiếp về Tem Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay bộ đồ nhà này nhá. Giá bán quá là ngon rồi. Đấy. Cầu khối, vòi inox đen, gương LED, là vô bồn rửa mặt. Tiến lên trên lầu 2 sẽ đến phòng ngủ số 3, số 4 nhá. Mọi người xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, thả like, ủng hộ em. Có nhận xét gì về bộ đôi nhà đẹp này, chúng ta chỉ bình luận xuống dưới video. Giá quá là ngon rồi. Phòng số 3 này cũng có đầy đủ hết nội thất luôn. Giường tủ máy lạnh, cửa sổ sau rất là mát nhá. Đấy, chỉ chờ anh quý vị đến mua thôi. Nhà rất đẹp luôn. Rất đẹp này anh chị. Hướng đông nam, đông tứ trạch, cái hướng rất là hiếm tại thị trường quận 12. Là anh chị nào đang xem được video, chúng ta hãy nắm bắt thời cơ nha. Thả like mạnh nha mọi người, giá rẻ quá là hời rồi. Ngoài đây sẽ là không gian phòng số 4. Phòng số 4 này thì chưa có làm nội thất nha mọi người. Đang để trống, phía ngoài thì có trồng phát tài núi ra ban công trước và có phòng ngủ có toilet. Tiến lên trên lầu 3, chúng ta sẽ đến với không gian phòng sân thượng trước sau. Căn này thì chủ nhà chưa có làm phòng thờ, phòng giặt gì cả, đang để trống này. Gia đình nào muốn làm chúng ta về ta làm thêm nha. Đấy, làm khung sắt ra, làm cửa nhôm, khung nhôm ra là được. Đấy. Có trồng cây xanh ở đường trước thôi. Đấy, rất là rộng rãi, trên này cực kỳ mát. Vị trí căn nhà hẻm một xẹt sát đường chính Hải Giáp, phường Thạnh Xuân và làm ngay đối diện với trường cao đẳng điện lực. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt phơi đồ. Đây thì cũng chưa có làm khung sắt gì cả. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.